Những ngày này thì hoa mận nở bung như là một tấm thảm trắng tô điểm cả một góc trời ở Mộc Châu Sơn La, và điều này đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Do đặc điểm của hoa mận là chỉ nở trong một thời gian ngắn, cho nên rất nhiều những cá nhân và cả những công ty lữ hành đã triển khai những tour tuyến điểm lên Mộc Châu với giá cực kỳ hấp dẫn. Nơi có nhiều hoa mận nhất ở Mộc Châu là trong khu vực rừng thông Bản Áng và đường lên cửa khẩu Lóng Sập, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 30 km. Khi không khí lạnh tăng cường, nhiều đoạn sương mù dày khiến việc ngắm hoa và chụp ảnh của du khách bị ảnh hưởng. Càng đi về phía cao nguyên, khi sương tan dần, hai bên đường trải dài những vạt hoa trắng, những mái nhà lúp xúp trên các triền đồi của đồng bào dân tộc Mông trở nên lãng mạn, thú vị hơn khi xung quanh phủ đầy hoa trắng. Du khách đổ xô lên cao nguyên ngắm hoa mận dịp cuối tuần cũng khiến nhiều khách sạn hay nhà nghỉ ở đây rơi vào tình trạng hết phòng. Hoa mận ở Mộc Châu không giống như ở những nơi khác là chỉ có lác đác. Ở đây hoa mận trải rộng trên những sườn đồi, kéo từ thung lũng này đến thung lũng khác, nên khi nở, chúng làm trắng và sáng rực cả một khoảng trời. Vào dịp này đến Mộc Châu, du khách không chỉ được hòa mình vào cánh rừng bạt ngàn hoa mận trắng, mà cũng vừa đúng vào dịp đầu năm, dịp Tết người Mông, nên sẽ có thêm nhiều không gian, lễ hội văn hóa phong phú.